quay đến tiết mục của các thầy các cô thì chỗ này là chụp ảnh vừa quay vừa chụp, chỗ nào lúc nào mà đẹp đẹp nhất thì các em bấm vào đây để chụp cho cô một kiểu, tức là các thầy cô đứng trên sân khấu này, cứ ấn vào bên đây là chụp ảnh này, chỗ này chụp ảnh này, xong nhìn cái chỗ này nhé, các bạn nhé, khi nào các thầy cô đến nhất các thầy cô hẹn thắng quay, còn không quay đâu không bỏ tiền.